Kính chào quý vị, quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động, hôm nay chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị, sáng 21 tháng 4, tại xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công dự án cao tốc cửa khẩu hữu nghị Chi Lăng. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT, Do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với tổng mức đầu tư 11.024 tỷ đồng, nhà đầu tư tham gia duy nhất và trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 568, Công ty Cổ phần Ly Dừng do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu. Dự án được thực hiện trên địa bàn các huyện Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn, với tổng chiều dài 60 km, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Thời gian thu phí và vận hành khai thác là 25 năm 8 tháng. Sáng 21 tháng 4, hơn 2.000 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên đã hội tụ tại khu B của khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968, tọa lạc tại đường Thế Lữ, xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Để sẵn sàng xuất phát ở các cửa ly tranh tài chính thức giải hát marathon tự hào tổ quốc tôi do báo người lao động tổ chức, nhiều nhân vật nổi tiếng của giới thể thao, nghệ thuật và các lĩnh vực xã hội như lực sĩ thể hình Phạm Văn Mách, nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh, Ironman Trần Đình Minh Anh, các diễn viên Bình Minh, Nhan Phúc Vinh, Diệp Bảo Ngọc đều lần lượt góp mặt. Cựu vô địch SEA Games Quốc Phương Anh là runner nữ về đích đầu tiên ở nội dung 10 km. Cô hoàn thành chặng đường với thành tích 49 phút 20 giây, nội dung 10 km nam. Nguyễn Ngọc Quý về đích đầu tiên với thành tích 40 phút 32. Ở nội dung 5 km dành cho Nam, runner Hoàng Đức Huy về nhất với thành tích 48 phút 47. Trong khi đó, với thành tích 49 phút 18 giây, Nguyễn Thị Thương vô địch nội dung 5 km nữ. Ở cự ly 21 km Nam, Lê Hữu Lộc xuất sắc về nhất với thời gian 1 giờ 18 phút 32 giây. Ở nội dung 21 km nữ, vận động viên đoàn Thị Hiền về nhất chặn với thời gian 1 giờ 30 phút 15 giây. Sau thời gian tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên. Dịp này, báo người lao động trao 5.000 lá cờ từ hợp phần đường cờ tổ quốc đến huyện Bình Chánh để thực hiện các đường cờ trên địa bàn huyện. Chương trình học bổng hỗ trợ học sinh sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo do ông Trương Hòa Bình, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó thủ tướng thường trực Chính phủ sáng lập. Báo người lao động quản lý cũng trao tặng 213 suất hỗ trợ kinh phí học tập, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên tại địa bàn. ngày 21 tháng 4, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã có văn bản chỉ đạo của ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh, sửa lỗi nội dung trên tấm biển kia bộ văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa ở nghề dệt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, qua trà soát lại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích nghề dệt đã được cục di sản văn hóa, bộ văn hóa, thể thao và du lịch, thẩm định tại văn bản số 734 ngày 10 tháng 10 năm 2013 và hồ sơ bản vẽ hoàn công, trong đó có hạng mục biển diện tích với nội dung sở Văn hóa, thể thao và du lịch thanh hóa. Như vậy, tấm bia nêu trên là một hạng mục công trình thuộc di tích nghệ dẹt, nội dung chữ thể hiện trên tấm bia mà công dân phản ánh nêu trên, sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh thanh hóa nhận thấy đây là lỗi kỹ thuật, để sớm khắc phục xe sót nêu trên, sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị của Ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo các phòng, ba chức năng của huyện phối hợp với sở dân hóa, thể thao và du lịch, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, khẩn trương khắc phục, điều chỉnh nội dung chữ thể hiện trên bia biển tên di tích, theo đúng nội dung hồ sơ thiết kế đã được cơ quan, cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, lắp dựng lại đúng vị trí trong hồ sơ thiết kế. Sáng 21 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe khách và xe tải khiến tài xế xe tải tử vong, một người trên xe khách bị thương. Theo đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 20 tháng 4, tài xế Huỳnh Ngọc Tính, 51 tuổi, trú tỉnh Bình Định, điều khiển xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đà Nẵng Con Tum, khi qua địa phận thị trấn Không Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, xe khách xảy ra chạm với xe tải do tài xế Trần Văn Hưng, 38 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam điều khiển theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến tài xế hơn bị thương nặng, được người dân đưa đến cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Phước Sơn, tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã không qua khỏi. Ngoài ra, có một người trên xe khách bị thương nhẹ, hiện công an huyện Phước Sơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cuối tuần ngày 21 tháng 4 Giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 81,8 triệu đồng một lượng, bán ra 83,8 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng so với hôm trước. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng thêm 700.000 đồng và đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp. Giá vàng dẫn và vàng trang sức 24K các loại được giao dịch quanh 74,8 triệu đồng một lượng, mua vào 76,7 triệu đồng một lượng bán ra, ổn định so với hôm qua, so với cuối tuần trước, giá vàng dẫn tăng thêm nửa triệu đồng và cũng đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp. Như vậy, giá vàng trong nước đã tăng liên tục nhiều tuần qua, dù một số thời điểm trong tuần giá vàng lao dốc nhưng nhanh chóng lấy lại mốc cao do ảnh hưởng từ giá thế giới, ngay cả với giá vàng miếng SCC, bất chấp thông tin ngân hàng nhà nước sắp đầu thầu 16.800 lượng vàng để tăng cung cho thị trường vào đầu tuần tới, giá vàng vẫn tăng mạnh. Quý vị đang nghe podcast người giờ của báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 4 thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, sau nhiều tháng trì hoãn do sự phản đối của các thành viên đảng Cộng Hòa. Gói viện trợ bao gồm 60,84 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, 26 tỷ đô la Mỹ cho Israel, 8,12 tỷ đô la Mỹ cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và 9,1 tỷ đô la Mỹ cho các nhu cầu nhân đạo. Cũng trong cuộc họp ngày 20 tháng 4, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga để chuyển cho một quỹ đặc biệt dành cho Kiev. Theo thống kê, hiện có khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản Nga bị phương Tây phong tỏa, hầu hết bị phong tỏa tại Đức, Pháp và Mỹ, chỉ có hơn 6 tỷ đô la Mỹ trong các ngân hàng của Mỹ. Theo đài RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Mỹ sẽ phải trả giá nếu tịch thu tài sản của Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo gói viện trợ mới của Mỹ sẽ làm trầm trọng hơn các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 4 đã thông qua dự luật buộc TikTok và thôi vốn khỏi công ty mẹ ByteDance ở Trung Quốc, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm trên toàn nước Mỹ. Theo dự luật, công ty mẹ của TikTok là ByteDance Trung Quốc phải bán ứng dụng mạng xã hội phổ biến này trong vòng một năm hoặc TikTok bị loại trừ khỏi các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google tại Mỹ. Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu dự luật trên vào tuần tới và Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ ký thành luật. Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng, đã nhấn mạnh lo ngại về TikTok trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng Tư. Hiện TikTok có khoảng 170 triệu người sử dụng ở Mỹ. Vào cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã nhiều lần đe dọa sẽ cấm TikTok. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa có lệnh cấm chính thức nào được đưa ra. Quý vị và các bạn thân mến, Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chuyên mục 11h30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình, Ngọc Lý, Thanh Long xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.